Thưa quý vị, cách đây 75 năm, Thừa Thiên Huế là thủ đô phong kiến, đầu não của chính quyền bù nhìn cả nước, nơi đóng quân của bộ máy tối cao của cố vấn Nhật. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân, trong đó có cả tầng lớp quan lại phong kiến yêu nước, đã tập hợp quy tụ lại, tạo ra thắng lợi trọn vẹn của cuộc cách mạng tháng 8 tại Thừa Thiên Huế, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Khởi nghĩa thành công ở Huế đã đánh dấu sự sụp đổ không tránh khỏi của bộ máy phong kiến trung ương tập quyền, cùng với chính phủ bù nhìn và các thế lực bảo trợ cho nó. Đã tròn 75 năm kể từ những ngày tháng 8 sôi động ấy, thế nhưng mảnh đất Thừa Thiên Huế vẫn in đậm dấu ấn của những ngày quật khởi. Con đường 23 tháng 8 chạy qua trước mặt ngọ môn Lầu Ngũ Phụng, Hoàng Thành Huế, như đường gạch nối quá khứ và hiện tại. 75 năm trước, sau ngày Nhật đảo chính Pháp, tình hình chính trị ở Thừa Thiên Huế, đặc biệt là kinh đô Huế, rất phức tạp. Ngoài chính phủ Trần Trọng Kim vừa thành lập, Thừa Thiên Huế còn là nơi đồn trú của quân Nhật cùng nhiều tổ chức thân Nhật đang ra sức tìm kiếm, đàn áp các thành viên tổ chức Việt Minh. Trong khi đó, lực lượng Việt Minh ở Huế vẫn tồn tại hai tổ chức và lực lượng chủ chốt đang phải hoạt động bí mật ở vùng rừng núi. Có một cái điều rất lý thú, đó là ở Huế thì cùng với cái Việt Minh Nguyễn Tri Phương, do Đảng, tổ chức Đảng ta thành lập và lãnh đạo, thì có thêm tổ chức Việt Minh Thuần Hóa hình thành từ Pháp, mà có thể nói là cái tổ chức Việt Minh Thuần Hóa từ Pháp lại có ảnh hưởng rất sâu rộng trong cả giới trí thức, trong học sinh sinh viên, trong tiểu thương và trong công nhân. Và cái hoạt động của tổ chức này cũng hoạt động cũng hết sức phong phú và có hiệu quả. Họ vừa tuyên truyền vận động tập hợp lực lượng, họ vừa rải các cái truyền đơn để thực hiện các cái nội dung tuyên truyền để ủng hộ Việt Minh. Sau khi hai tổ chức Việt Minh hợp nhất, lực lượng cách mạng ở Huế đã có sự phát triển mạnh mẽ, từ đó đã giác ngộ, tập hợp được một số nhân sĩ, quân binh cùng hàng chục vạn nhân dân cùng khổ tham gia lực lượng Việt Minh. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, dưới danh nghĩa Việt Minh, Nguyễn Tri Phương, Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã triệu tập hội nghị cán bộ toàn tỉnh, thống nhất chủ trương khởi nghĩa và quyết định chọn huyện Phú Lộc để phát động giành chính quyền trước, nhằm rút kinh nghiệm cho các huyện khác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Huế tiến hành khởi nghĩa. Sau khi mà chuẩn bị xong thì ở các huyện, hai huyện là Phong Điền và Phú Lộc, là ngày 18 tháng 8 là nhân dân là họ sẽ đã vùng lên, họ giành chính quyền ở các huyện lý Phong Điền và Phú Lộc. Rồi sau đó là ở Hương Thủy ngày 22 tháng 8 và sau Hương Thủy thì đến Hương Trà, Phú Vang và Quảng Điền. Do những đặc điểm chính trị phức tạp ở Huế, đồng thời đây cũng là địa bàn quan trọng nên đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Trung ương. Ngày 20 tháng 8 năm 1945, đoàn cán bộ Trung ương đến Huế tham gia chỉ đạo khởi nghĩa. Cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa được thành lập. 16 giờ ngày 23 tháng 8 thì diễn ra một cái sự kiện chào mừng việc là trao trả Nam Kỳ của chính phủ phát xít Nhật cho chính phủ Nam Triều. Thì dân nhân là tuần hành qua đó luôn cái cơ hội này là biển là thành một cái cuộc biểu tình của người dân và hô vang các cái khẩu hiệu Việt Nam độc lập muôn năm, nước Việt Nam là của người Việt Nam, và cái buổi tuần hành này là thắng lợi. Và cũng trong cái thời điểm đó thì đồng chí Tố Hữu, khi đó là chủ tịch ủy ban khởi nghĩa, là tuyên bố là thành lập là cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 ở Huế là thành công, tuyên bố ra mắt chính phủ lâm thời của Thừa Thiên Huế và do ông Tôn Quang Việt là làm chủ tịch. Cách mạng tháng 8 ở Thừa Thiên Huế thành công, tạo áp lực lớn lên triều đình phong kiến lúc bấy giờ. Tối 23 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại đồng ý thoái vị. Điều này đã có sức lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân cả nước, nhất là nhân dân Trung Bộ. Đây chính là thắng lợi từ đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn của Đảng, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thắng lợi của lòng yêu nước. Mục tiêu của cách mạng đặt ra là vừa phải giành độc lập, vừa phải đánh đổ cái chế độ phong kiến. Thì như vậy thì rõ ràng là cách mạng tháng 8 ở Huế thì vừa là để thực hiện cái khát vọng độc lập dân tộc, vừa lại buộc chính phủ của Bảo Đại, tức là vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn, buộc phải thoái vị ở Huế để mà trao ấn kiếm lại cho cách mạng. Thì chính cái này nó làm tạo nên một cái tính chất triệt để của cách mạng tháng 8. Thừa Thiên Huế 75 năm sau cách mạng tháng 8 đã và đang đón nhiều vận hội mới. Huế là thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam và thế giới, đang gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng để được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.